Tốt, tiên chào tất cả các bạn. Ok các bạn ơi, thì hôm nay cũng là tối khá khuya rồi. Thì hôm nay mình có làm một clip gửi đến các bạn về cái vấn đề mà cái nồng độ cồn 2020 các bạn. Đấy, hôm nay mình đã chuẩn bị một cái mâm hải sản khá lớn luôn. Đây là 10 lượng bia luôn đây các bạn. À, hôm nay mình sẽ ăn khuya với món là xào long và ốc móng tay nước mỡ hành. Để xem ban đêm ăn nó có ok không nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nướng mà. Rồi nướng sẵn bên đây luôn. Chờ cái vị nước này nè bạn nó chín đi thì mình sẽ vừa ăn vừa thưởng thức và kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà mình vừa mới trải qua, gặp những chú công an bắt mình vì nồng độ cồn. Mình sẽ cho màn hình lên. Nha, đang nướng trong phòng của mình, chung là khá là khói. Đó, ok các bạn. Hay các bạn ơi, đây là đủ 10 lọ bia luôn. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức hết 10 lọ bia ở đây và nêu cảm nhận các bạn xem luôn, từng vị của một loại bia nó sẽ như thế nào luôn nha các bạn. Đỡ mà phục vụ các bạn cái clip này mình mới mua 10 lọ bia. Chủ quán rất chi là móc hồn các bạn, người ta mua rồi thùng này thùng nọ, còn mình mua mọi thứ. Hỏi chủ quán đâu lấy cho 10 thùng bia, mỗi thứ một loại, và lấy cho tôi một lon mọi thứ. Chủ quán rồi mình luôn các bạn, nhìn cái lon bia này nó siêu to khổng lồ, cái lon bia này nó gấp cả hai lần, gấp hai lần lon bia này nha. Đó, mình sẽ lần đầu tiên mình sẽ thử cái thưởng thức cái vị mà của thằng Tiger mà Singapore với Hồng Kông là nó phối hợp với nó sản xuất là bia này bia ngoại nhập không phải bia Việt Nam các bạn. Đấy các bạn thấy Singapore này, thấy đầu tay mình các bạn, đây này Singapore này, còn phía bên này là của thằng London nữa. Đó, bia này là bia Singapore, bia này bia Nhật chứ không phải Việt Nam mình. Thì mình sẽ thưởng thức nó thì vị nó như thế nào nè. Wow, thấy dùng đi là xỉn các bạn ơi. Mời được các bạn nha. Lon nào mà mình dùng mình chưa tắt rồi nha các bạn, mình sẽ bỏ ở bên này nha. Mình mời tất cả các bạn nha. Thì là đang nướng trong phòng mình rất là khói luôn. Mời tất cả các bạn vô từ thưởng thức bia nhập cùng mình như thế nào. Giờ mình sẽ làm một cái con xà lông này ăn và tiếp tục tới các bạn câu chuyện nãy đang dang dở là câu chuyện là mình bị công an bắt vì nồng độ cồn và cách thoát khỏi công an bắt sẽ như thế nào các bạn. Thì màu quá muối tiêu chanh lên, mời tất cả các bạn nha. Bây giờ trong mình nó đầy khói luôn các bạn. Cái nước bia này rất là nó nhạt các bạn, đạm bia Nhật đó, đâu có đạm Việt Nam mình sản xuất, nó nhạt uống được thì khỏe người luôn nha. Cái hôm đó mình đi nhậu về lúc 1 giờ sáng thì ra thì mình mới đi chắc cũng còn cách quán 500 mét các bạn, thì mình bị công an úp và chọt. Nói thẳng với công an úp sọt, nhưng mà hôm đó hên một cái các bạn biết vì sao mình thoát không? Nếu như mình khẳng định các bạn ơi, nếu như mà uống một loại bia đó thì mình sẽ bị dính nồng độ cồn ngay. Hôm đó mình uống rất là nhiều bia nhưng mà mình không dính bị nồng độ cồn, bởi vì mình uống một chút cả 10 lọ bia luôn các bạn, đo không có nồng độ cồn luôn. Các bạn nếu không tin mình các bạn lần sau đi nhậu các bạn thử xem uống 10 lọ bia xem các bạn uống của nó như thế nào, chấp công an bắt cái loại thức luôn, uống một loại các bạn nó sẽ dính nồng độ cồn ngay. Chờ cả nhà mình thử tin tức con ốc móng tay thế nào nói chuyện các bạn biết. Đây các bạn con uống, mời các bạn
cái đêm đó rất là kịch tính luôn bạn, công an bắt mình lại tóc vào. Lúc đó lên người mình rất là ghi là nhiều mùi bia luôn, nhưng mà khi đo là mấy thì không có. Mình biết tại sao mình uống đêm đó mình uống khá nhiều bia, nhưng mà mình uống không uống một loại, mình uống mỗi loại bia là mình uống một loại bạn, thì nồng độ cồn người mình nó không có, nó trống từ cái gì á mình không hiểu được luôn. Đó các bạn, 10 loại nha các bạn, tính mình đi 4 hàng sẽ 8 lon, lon kem này nó 9 lon, mà một cái lon bia Pháp, bia Singapore này nữa là 10 lon, chẳng luôn 10 loại khác nhau hoàn toàn nha bạn, không loại nào giống loại nào luôn đó. Thì câu chuyện nó bắt đầu từ đó, là các chú ấp vào mình tính là chiếc xe mình về đồn luôn rồi. Cái mình nói mấy chú, nói mấy chú là cho mình thấu, mà thực sự khi mình nấu luôn á, không biết là mấy hư hay gì đó, nhưng mà rất may cho mình là không có nồng độ cồn báo gì, rất là may luôn các bạn. Thì là những người vậy rất mấy chú ngang, không hiểu tại sao mình trên người mình đầy mùi men luôn, nhưng mà lại tối vào khi thôi mấy không có nồng độ cồn. Mình không hiểu là mình uống 10 loại bia nó chống cự, hay là vì cái máy bị hư nha các bạn. Nhưng mà hôm đó mình rất là hên luôn. Còn một câu chốt nữa là mình khẳng định các bạn luôn, đi nhồi vào khuya không nên các bạn. Bởi vì khuya thì lúc đó đường cũng bánh các bạn, nhưng mà đi mình gặp mình là cơ động hút ngay. Đó thì là câu chuyện như vậy. Còn mình vừa bị bắt xong, mình tặng cho các đồng chí công an một vài câu thơ, thì các đồng chí công an đã cười và bỏ mình đi luôn. À, đó là sự thật. Các bạn còn muốn biết câu thơ như thế nào thì đợi chờ mình 2 phút nha. Để mình thưởng thức cái con ốc móng tay này, mình sẽ đặt cho các bạn câu thơ đó để các bạn áp dụng lần sau mà các bạn vừa cho ăn bắt á, vừa đêm khuya đi nhậu về, thì các bạn cứ tặng các đồng chí công an một bài thơ, thì cũng có mấy mẹ 6 câu thôi bạn, nhưng mà các đồng chí sẽ rất là ok bỏ qua luôn. Dùm thứ là cái nha các bạn, mà thật sự bạn bây giờ mình uống mọi thứ cái bụng mắt thôi nha, cho mình rót một cái ly nè nửa luôn mừng luôn, chắc mình ngủ luôn là mình sẽ giúp cho bạn xin luôn. Mình thứ vị nha các bạn, mời bạn một miếng nha. Trong tất cả các loại bia mình sợ nhất là nồng kem, bởi vì nồng kem nó nặng nha các bạn, rất là dở do mình xe di động rất là nặng luôn. Tất cả loại bia mình sợ nhất là nồng kem, kem khá nặng luôn. Tao giờ tiếp đó mình uống thằng bà đã chơi với các bạn, chơi phải chơi chắc nha các bạn. Vô các bạn, cái bữa đó thật sự là công an bắt mình vào mình rất là rung luôn các bạn, bởi vì đường nào mình cũng dính, là mình nghĩ là tiêu rồi, nhưng mà nói chung là rất là may cho mình luôn, mình không có bị gì hết các bạn. Ngon, ốc móng tay này ốc móng tay cổ các bạn, ốc móng tay cổ to lắm, một con to lắm các bạn, mình mong. Ui mà mày răng lớn luôn. Bữa đó là mình rung cực kỳ luôn, bởi vì cái lượng bia uống quá nhiều. Bia đây, đây là rung nha các bạn. Đó. Các bạn đừng rời khỏi màn hình nha. Mình sau khi mình thưởng thức hết 10 loại bia này để các bạn xem, thì mình sẽ tặng đo các bạn một bài thơ, để hôm sau bị công an bắt các bạn cứ đọc câu thơ này ra, thì công an nó sẽ rất là vui luôn, nhận chú rất là vui và tha cho mình đi thôi. Đó, cái đó mình rất là may luôn, bởi vì giờ là sao mình không biết tại sao mà mình uống 10 loại bia hôm đó, mình uống khá là nhiều loại luôn. Mình ra mình thôi thì chẳng có cái nồng độ cồn nào ở trong người mình cả, mình cay như tại sao. Thì hôm nay mình lên đây mình chia sẻ các bạn xem thử, các bạn thử xem nó có giống như mình hay không thôi nha.
chứ mình cũng không có bao chắc chắn hoàn toàn, nhưng mà mình khẳng định các bạn hôm đó mình uống nhiều loại bia nhưng mà thôi không có nồng độ cồn, khẳng định các bạn luôn. Ây da, ba là đánh nhất mà nặng nhất luôn nha các bạn. Tiếp tới Sài Gòn, cái vị của thằng cái vị của thằng Sài Gòn này nó sẽ nhạt hơn thằng ba nhiều, nó không có như thằng ba các bạn. Ba nó nặng mà nó đậm. Mời các bạn tiếp. Mời các bạn thưởng thức mình cũng xà lông nha. Đó. Rất ngon. Báo các bạn không, đêm đó nha, mình không những thổi một máy đâu, mình thổi tới hai máy đâu các bạn, nhưng mà không có nồng độ cồn, hứa các bạn luôn. Chẳng lẽ xuống mình hơn nè các bạn, hai máy đều hư nè đúng không? Đó, một ở đây có hai phương án mình nghi ngờ, một là mình uống 10 loại bia mà ta lại nó dám nồng cồn không có một con đâu đúng, còn hai là máy hư đối với mình hơn, mà mình nghĩ không có thể là máy hư được bạn, hư một cái dân lẽ hư hai cái đúng không các bạn, không nào hư được đó, may luôn. Ồ, 2, 4, 5 đấy rồi, đấy giờ máu được cứ năm nội các bạn, rồi lội tới 6 luôn. Mời bạn nha. Cái bia đây là bia Bivina nha các bạn. Bia này thì theo mình nghĩ hôm mình có đợt mình ra Phú Quốc các bạn, thì bia này Phú Quốc người Tây khách du lịch các bạn rất là thích uống loại này luôn. Còn theo mình nghĩ dân ở địa phương mình chắc chỉ nó dùng thằng Tiger này thôi, bởi vì Tiger nó đánh cơ sở đi thành phố Hồ Chí Minh các bạn, nên dân mình cũng dở nó khá chi là uống luôn, chứ không phải là những loại bia khác. Mời tất cả các bạn phơ là hai mới bảy loại mà mình thấy ngừng nó phơ vị Tiger của các bạn hả các bạn, vị Tiger này thông dụng ở tất cả các địa phương ở Sài Gòn, không thể nào bằng, bởi vì vị nó khá chỉ là bình dân ở Sài Gòn. Xưa kia Sài Gòn rất mạnh luôn nha bạn, nhưng mà sau này thì Tiger ra thì Sài Gòn có hơi yếu thế một xíu. Đó. Mọi thứ biết biết mà mất nửa ngàn rồi mời bạn ngon khá ngon bạn, trong các loại bia mình thích nhất uống loại này đây, đây là Tiger bạc nha các bạn. Cái loại này nam nữ đều dùng được, bởi vì cái loại này nó nhẹ thôi, nó không có nặng như các bạn nghĩ đâu. Loại này nó nhẹ mình rất là thích luôn. Mời bạn. Bia U nợ công nghệ đang mặc từ gì đây, hầu giờ mình chưa sử dụng luôn, mình chưa uống qua rồi nè. Thì hôm nay mình sẽ review món này cuối cùng, tớ thưởng thức nó như thế nào này, chia sẻ các bạn cùng xem luôn. Mời các bạn nha. Ê. Cái bia này nó đánh sao các bạn ơi, nó nặng hơn cá ba luôn, thực sự luôn. Thì ngủ ra nè, y như nước ngọt luôn các bạn, y như bay úp luôn. Mình sẽ nó đánh ơi nặng, ơi là nặng luôn. Đó thì hôm đó sau khi đánh xong mình có chia sẻ với các chú, các chú khi đó nói chung là ấp bao giờ mình khá nhiều luôn, không chăm đi luôn. Thì có một chú lại hỏi mình sao lại chơi vừa khuya, thì mình mới nói là dùng ngày sinh nhật bạn, đúng rồi, nó sinh nhật bạn mình các bạn, đi chơi về khá khuya. Sau khi đó thì
các chú đồng ý là tham đi, thì mình có tặng một cái câu, những một bài thơ mà làm các chú phải cười, mỉm cười và tham đi các bạn, tha cho mình bằng đó. Chúng mình thành sự rất là may và cảm ơn các chú công an luôn. Câu thơ như sau, các bạn hãy nghe nha và học thuộc, đừng để sót câu nào, thì khi đó công an sẽ tha cho các bạn. Các chú công an rất là thương các bạn, chúng mình rất là dễ thương luôn. Thì hỏi sao say mà còn đi uống luôn, còn đi say mấy, thì mình có tặng các chú câu thơ. Đi bộ thì sẽ mỏi giò, con đây không nhậu cập giò nó lung, chú ơi đừng bắt lung tung, con mà bỏ chạy con lung tới chiều, chú thì mơ ước đủ điều, còn con thì mơ ước chiều nào cũng say, chú thì mơ ước về tương lai, con thì mơ ước cây lon bên mình, đã tình chú cháu thì phải chân tình, chú mà bắt con mình đành chia tay, chú mà bắt con mình đành chia tay, chú mà bắt con mình đành chia tay. Chú mình là mày đi luôn đi. Mình thật sự khá là may mắn luôn bạn, mình thật sự khá là may mắn luôn được cái chú tha, bởi vì mình tặng cái bài thơ đó cho chú quá chỉ xúc động luôn. À, các chú đúng là cười vui và không có mắc mình, bởi vì hôm nay mình khá hơn uống cái nhiều loại bia luôn, khá nhiều loại bia luôn. Nói chung bây giờ mình chốt lại cái video clip này thì mình nhằm mục đích là review các bạn xem hết 10 loại bia. Ở mình là mình ốc và bạn nên khuya cho các bạn câu chuyện tâm sự về cái đợt công an mình bị bắt, nhưng mà trong người mình khá nhiều cộng mà bị tha, để mình đi về nhà an toàn không bị phạt đại bàn. Thôi thì clip mình chia sẻ tới đây mình xin khép lại. Còn các bạn cảm thấy mà muốn áp dụng được, muốn thử thì thử như mình nha. Nhậu đừng có nhậu một loại, nhậu nhiều loại, 10 loại trở lên thì sẽ không có nồng cồn. Và nếu như mà không may thì công an bị các chú vớ phải thì các bạn cứ tặng cho các chú câu thơ mình vừa mới làm đó. Thôi thì cũng khá là khuya rồi, bây giờ clip mình xin khép lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và thú vị, đừng quên đó là cho tí em một like và nhấn kích vào đăng ký để nhận những video mới nhất từ Tiêm nha. Bye bye.